Mày muốn nói gì nữa không? 10 ngày ba sẽ về thăm con một lần nha. 10 ngày ba nhớ về thăm con nha. Con gái tôi quý giá hơn sinh mạng của tao. Anh đừng làm điều gì nguy hiểm. Mày chỉ để một bàn tay nó sống. Đó là vụ trinh sát đặc nhiệm. Nó được đào tạo cách trường cách bò để đến bên chúng mày. Để tao đoán nhé. Một là mày đang đi tìm tụi tao. Khá khen cho mày.